Rồi, giao xì bo cho anh em Bình Dương. Giao xuống lại đây. Bật đèn lên, bật đèn lên. Kéo thoải mái đây. Ra ra. Cái máy ra đầu máy tôi bữa giờ tôi chưa chạy như quay clip nữa. Ông quay tôi cái clip đi. Tôi test xe cho khách coi này, quay này. Tôi đang quay á, không quay tôi nha. Đó, hello em. Anh Hiếu bán xe vào tận nơi nha anh em. Đâu cần rô đai ha hả? Xong quay hả? Có rô đai không? Khỏi rô đai để chạy luôn. Đừng ép quá là được, nhưng mà mình chạy mình đừng ép quá, cái chạy nương nữa hay không? Chạy giống như anh Hiếu vậy ha. Đời chạy nương đừng ép quá là được. Mà cái số em thấy nó hơi cứng hay sao? Không, phải chạy thời gian đi, mới mới mà. Thời gian đi. Chạy này là mình bốc lại nó đấy.